Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay nhé. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: chị ơi, em có xem video của chị và nó đã giúp cho em mấy hôm nay. Em có quen một anh 38 tuổi, còn em thì chỉ mới 22 tuổi thôi. Em gặp anh ấy năm 17 tuổi và quen tới giờ. Bọn em yêu xa vì em đang học đại học ở Sài Gòn, anh thì làm việc ở Nha Trang. Mấy hôm trước em về chơi, mọi chuyện rất tốt đẹp cho đến khi tối hôm đó hai đứa đi chơi về, anh có để quên điện thoại trong ví em. Tối đó em cũng vì tò mò mà vào điện thoại của anh xem thử. Trước đó cũng đã có vài lần em kiểm tra điện thoại của anh và phát hiện anh nhắn tin gái thả thính, thả tim nhiều chị gái sexy khác. Hai đứa cũng giận nhau rất nhiều lần, mà lần nào em giận anh cũng bỏ mặc và im lặng. Lần này, đỉnh điểm anh ấy xóa hết tin nhắn trên Facebook, Zalo, nhưng lại có một nick Insta clone và follow rất nhiều chị sexy. Thậm chí, hôm đó, đi chơi với nhau mà em thấy tin nhắn anh khen người ta đẹp 10 tiếng trước. Rồi em còn thấy trong album ảnh, anh có chụp màn hình lại rất nhiều hình của một người bạn kia trên Facebook cũng rất là sexy. Hôm sau em trả điện thoại lại cho anh. Anh cũng tự biết là em đã biết nên có nhắn tin xin lỗi em. Nhưng hôm đó hai đứa có hẹn trước với nhau. Anh bảo anh bận việc gấp và hẹn lại hôm sau. Hôm sau anh cũng thế và thêm một lần nữa anh không gặp em. Anh nói là anh xấu hổ và không dám đối mặt với em chứ không phải là anh im lặng. Mặc dù anh cũng biết em chỉ ở vài hôm. Sau hôm đó em có nhắn tin cho anh rất dài. Nội dung là em không thể chấp nhận việc như thế vì không phải là lần một, lần hai. Và em có nhắn tụi mình không thể nào được như ban đầu. Em không thể tin tưởng anh được nữa. Và em muốn anh hạnh phúc, thoải mái và không nghĩ mình có thể làm điều đó cho anh. Anh đọc nhưng cũng không nói gì. Tối hôm đó em có unsend tin nhắn vì em rất sợ mình mất người đó. Anh cũng không trả lời cho đến khi em nhắn là mai em đi. Anh bảo anh rất xấu hổ và mặc cảm đến mức không dám gặp em. Tối lúc trước khi em đi, em có gọi cho anh nhưng anh không bắt máy. Em không biết là anh nghĩ gì và không thể hiểu tại sao anh lại làm vậy. Đáng ra chuyện không tới mức như thế, nhưng cách hành xử trốn chạy của anh làm em rất bức xúc trong lòng. Em mong chị có thể cho em biết bản thân mình nên làm gì ạ. Vì em yêu người này tới nay cũng 4 năm, chúng em rất hợp và thậm chí còn tính đến hôn nhân sau khi em học xong. Vậy mà anh lại trốn chạy và bỏ mặc em như vậy. Em cảm ơn chị ạ. Em thân mến, em có yêu 4 năm hay là 40 năm thì nếu một người đàn ông không phù hợp, mình vẫn cứ phải cho anh ta kết thúc và dừng lại trong cái cuộc đời của mình. Hành trình đi cùng nhau là cái hành trình mà ngày nào chúng ta còn xứng đáng, ngày đó chúng ta còn được ở bên nhau. Còn ngày nào ai đó không xứng đáng thì người ta phải dừng lại thôi. Thực sự thì cái vấn đề với người đàn ông của em không phải là vấn đề nhỏ. Bởi vì anh ta đang có em là người yêu mà vẫn tán tỉnh thả thính gái, thậm chí không phải là một gái mà rất nhiều gái, thì đó là anh ta có vấn đề rồi. Bởi vì bình thường ấy, một người đàn ông tinh tế, một người đàn ông mà thậm chí là đôi khi họ có nhu cầu rồi họ ngắm những cái cô sexy đi, thì ít nhất nó ngắm xong thì phải biết xóa đi, ăn vụng thì phải biết chùi mép, chứ không bao giờ còn chụp ảnh màn hình rất là nhiều xong để ở trong máy em ạ. Xong rồi lại còn gì, có một cái nick mà chuyên đi follow gái đẹp 10 tiếng trước đi chơi với em, mà sau khi mà em lấy được cái điện thoại đấy 10 tiếng trước vẫn còn khen gái khác đẹp. Thì em ơi, vị trí của em ở đâu? Anh ta chẳng coi em ra cái gì cả. Em chẳng là cái đinh gì trong mắt anh ta cả. Hãy đối mặt với sự thật đi em ạ. Tỉnh táo lại. Mặc dù chị biết rằng 4 năm gắn bó không phải là ít, và với em, một cô gái ngây thơ trong sáng từ lúc mình mới biết yêu đến bây giờ là mình đã trao trọn trái tim cho người ta. Nhưng tự trọng lên, giá trị lên, hãy biết lựa chọn đàn ông đi. Chứ không phải là mình đã yêu anh ta 4 năm rồi thì anh ta thế nào mình cũng phải chấp nhận. Cũng may mà chưa cưới đấy, cưới rồi thì không thay đổi được mà cũng khó thay đổi, đúng không? Lại có con nữa thì càng phức tạp hơn. Vỗ tay chúc mừng mình đi, bởi vì mình phát hiện ra những cái điều này sớm. Anh ấy không phù hợp để làm chồng em, và không phù hợp để làm cha của các con em. Em ạ, khoan hãy nói cái việc làm sai. Làm sai đáng nghĩa là phải xin lỗi rất là nhiệt tình, xin lỗi rất là nhiều, rồi là phải níu kéo rất mãnh liệt. Nhưng thực sự là một phần cái sai cũng là ứng xử của em. Em không có bất kỳ một cái hành xử nào mà nó mãnh liệt và nó thể hiện cho em là em có bản lĩnh hết. Mà em rất yếu ớt, nói được một hai câu xong vẫn sợ mất anh ta. Thế em sợ mất anh ta thì ý em là thế nào? Chấp nhận hết à? Đúng không?
vẫn muốn có anh ta chấp nhận một người đàn ông như thế, một người đàn ông ở cạnh mình, vẫn theo dõi rất nhiều gái và khen những cô gái xinh đẹp. Anh ta không cho em một chút thể diện hay mặt mũi nào hết, đúng không? Cho nên là bây giờ chị nghĩ này, em còn đang may mắn vì em chưa có bất kỳ một ràng buộc nào cả. Hãy nói lời kết thúc với anh ta. Rồi sau đó, chị không khuyến khích là em tha thứ cho người đàn ông này nhá. Nếu em là em gái của chị thì chị sẽ phải kéo em đi ngay nhá. Giải thoát cho cuộc đời em, cứu cuộc đời em khỏi người đàn ông như thế. Vì một người đàn ông như vậy rất là khó để em có thể có hạnh phúc sau này. Vì sau này khi em lấy anh ta thì cũng chấp nhận đi, anh ta sẽ không thay đổi đâu, đúng không nào? Vì bây giờ anh ta như vậy, anh ta còn chẳng phải nỗ lực gì, thì sau này làm gì có cái chuyện mà đã có em ở trong tầm tay rồi mà anh ta phải thay đổi vì em nữa, đúng không? Cho nên là phụ nữ thì mình cũng phải khôn ngoan, mình cũng phải biết chủ tính cho mình, chứ không phải là để đàn ông đối xử với mình thế nào cũng được nhá. Lời khuyên của chị là bỏ luôn, không cần phải nói nhiều. Nói là anh ạ, sau một thời gian tìm hiểu nhau thì em đã nhận ra rằng chúng ta không phù hợp với nhau, nên từ hôm nay chúng ta kết thúc nhé. Từ đó không bao giờ liên lạc với anh ta nữa, không cần nói với câu thứ hai nữa. Đủ bản lĩnh thì làm như thế, em sẽ có hạnh phúc, mở lòng mình để chào đón một người đàn ông tuyệt hơn. Còn nếu như em vẫn muốn cho anh ta một cơ hội á nhá, chị không khuyến khích điều này, nhưng nếu vẫn muốn cho anh ta một cơ hội á thì em phải làm mạnh, em vẫn sẽ phải nói cái lời kết thúc của anh ta, vì em không được tôn trọng trong mối quan hệ này. Để anh ta nếu thực sự, ít nhất phải cho anh ta một cái nỗ lực cố gắng để mà níu kéo em chứ. Đến níu kéo em cũng không cần nữa thì đương nhiên là người ta chẳng không thèm quan tâm nữa, đúng không? Cứ để cô ấy như thế thì cô bỏ được mình đâu. Mình cứ im lặng, có khi cô ấy còn mấy nữa còn phải cuồng nhiệt lên để níu kéo lại mình ấy chứ. Nếu mà em làm như thế là mình thất bại rồi em ạ. Nhớ, cho nên ít nhất là như này này, ít nhất nếu không làm được như chị nói là bỏ anh ta ấy, thì nhất cũng phải nói cái câu bỏ anh ta, để anh ta chiến đấu vì em, để anh ta nỗ lực cố gắng để chiến đấu có lại tình yêu này, lấy lại niềm tin và biết cách để làm cho người phụ nữ hạnh phúc. Còn nếu đến cái nỗ lực đấy anh ta cũng không có thì tốt nhất cho anh ta lượn khỏi cuộc đời em đi, đúng không? Ít nhất anh ta có nỗ lực, anh ta chiến đấu mãnh liệt để xin cơ hội quay lại, chứng minh cho em thấy, làm mọi thứ để thuyết phục em quay trở lại, tha thứ cho anh ta, thì lúc đấy còn có lý do để mà mình xem là anh ta thay đổi được đến đâu. Chứ còn đến mong muốn thay đổi cũng không cần. Anh ta cứ im lặng, anh ta cứ lảng tránh, rồi anh ta viện một cái cớ là anh xấu hổ nên anh không dám gặp em. Không phải là anh xấu hổ, có thể là anh có xấu hổ thật, nhưng không phải vì lý do đấy mà anh không dám gặp em, mà đơn giản vì em không đủ quan trọng đối với anh như vậy, đúng không? Bởi vì cái khoảng thời gian mà không liên hệ với em, anh còn đi tán gái, anh còn đi thả thính gái, anh còn đi nói chuyện với gái, anh còn đi ngắm gái, gái sexy. Thời gian đâu mà đi giải thích, đi quan tâm đến những cái suy nghĩ của em. Đấy, họ hạ thấp em đến mức độ như thế đấy. Cho nên là lời khuyên của chị là tỉnh táo nhá, cố gắng nhìn thấy là mình phải chạy đi chứ, mình ở đấy đôi co làm cái gì nữa. Con gái khôn nhìn thấy là phải chạy rồi, không bao giờ phải ngồi đấy đôi co nữa. Mình nhìn rõ cái bản chất đấy rồi, mình nhìn rõ con người đấy rồi. Bất kể là anh ta thích gái là vì bản thân anh ta lăng nhăng hay là anh ta có bệnh, thì đấy cũng là việc của anh ta nhá. Mình là con gái thì mình phải lựa chọn người đàn ông phù hợp chứ, nhìn thấy là phải chạy đi luôn rồi em ạ. Nhá, chứ không nên là để cái tình trạng như thế này tiếp diễn đâu. Còn để nó tiếp diễn thì người khổ sẽ là em nhá. Thì lời khuyên chân thành và mong em sẽ biết cách để giải quyết cái tình huống này. Đừng quên là mình có những khóa học dành cho các bạn để bản lĩnh hơn trong tình yêu. Khóa học có tên là bản lĩnh yêu, bản lĩnh sống. Và một khóa học khác có tên là đỉnh cao cuốn hút khi yêu. Đó là những điều các bạn phải trang bị để mình giá trị, cuốn hút, bản lĩnh và từ đó có được người đàn ông và người phụ nữ xứng đáng trong cuộc đời của mình các bạn nhé. Để tham gia thì các bạn hãy lên Google gõ toannguyenhanhphuc.vn sẽ ra cái trang của mình. Sau đó các bạn kéo xuống có phần khóa học đấy. Các bạn hãy lựa chọn khóa học mà các bạn mong muốn và đăng ký luôn nhé. Sở hữu sớm, hạnh phúc sớm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.